Hậu thảo niên, nhan sắc của kênh ngư ánh viên tăng hạt phi mã khiến ai cũng trông trô, khẳng định chỉ là đi niền răng với dáng xấu thôi chứ không có sữa gì hết. Ánh viên sinh năm 1996 là vận động viên bơi lội giàu thành tích nhất Việt Nam. Cô giành tổng cộng 25 huy chương vàng SEA Games, 2 huy chương đồng ASEAN, 1 huy chương vàng Olympic trẻ và nhiều danh hiệu kỷ lục cá nhân. Cô còn là trung tá quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam khi chưa đầy 27 tuổi. Kể từ sau khi nghỉ thi đấu, tập trung cho việc học và dạy bơi, kênh ngư ánh viên được khen ngày càng xinh và nữ tính hơn. Trên top top cá nhân, ánh viên cho thấy ngoại hình thay đổi rõ rệt theo thời gian, nhưng cô khẳng định cô không can thiệp gì lên mặt như nhiều người đồn đoán, mà chỉ niềng răng và dáng xử thôi. Bên cạnh đó, nữ kênh ngư chính ít cũng chịu khó chăm sóc nhan sắc, anh diện nữ tính hơn thay vì những bộ đồ thể thao và để mập mục như trước đây. Thay đổi ngoạn mục này của cô khiến không ít người phải trầm trồ, nhận xét kênh ngư này đã biến thành tiểu tiên cá mất rồi. Ảnh viên cho biết sự thay đổi của cô đến từ tác động của những người thân và bạn bè. Hiện ảnh viên đang giảng dạy và quản lý một câu lạc bộ bơi ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô cũng thu hút nhiều sự chú ý lớn với các video dạy bơi trên TikTok. Ảnh viên không ngừng nỗ lực dùng hình ảnh để khơi dậy tình yêu với bơi lội cho trẻ em cũng như lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống.